đến kênh chợ Thanh Hóa Thanh online của mình, và hôm nay mình tiếp tục series về du lịch Thanh Hóa. Và hôm nay mình đang hiện tại mình đang đứng tại bờ đê của sông Mã. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về du lịch trên sông Mã. Bởi vì là như thế này sẽ rất khó nhìn cho các bạn. Đây. Trời ơi. Cái gì vào đây? Vâng, đây. Đây là nơi để tàu. Tàu dừng lại. Neo tàu, bến đỏ của tàu. Đây là bên kia, phía xa kia, nếu các bạn có thể nhìn thấy, đây là cầu Nguyệt Viên, một đường vào thành trung tâm thành phố Thanh Hóa, và đây là dọc sông Mã, khu vực Thanh Hóa gần cầu Hàm Rồng này thì có những cái khu du lịch, có những điểm du lịch, công ty du lịch Hoàng Long, khu du lịch dọc sông Mã, các bạn có thể đến và thưởng thức chuyến du lịch của mình đi dọc bờ sông Mã này và đến cái điểm du lịch tâm linh, các chùa, viên đường. Và có một lần mình đã từng đi rồi và giá của nó là 300.000 bao ăn nhá. 300.000 Việt Nam đồng. Đây là nơi đổ tàu này. Tàu họ đổ để có thể là họ chở than, chở dầu nhiều lắm. Và phía xa kia là các bạn có thể nhìn thấy, đấy là cầu Hoàng Long, và bên trong cầu Hoàng Long là cầu Hàm Rồng. Mình sẽ tiếp tục đi ở ngoài này cho các bạn khám phá, review nhanh thôi, nó sẽ nằm trong khoảng 10 đến 15 phút. Nơi đây ngày xưa năm 1972 giặc Mỹ đánh phá rất ác liệt. Và ngoài kia là cái gì nhỉ? Ngoài kia là biết biên còn nhiều không? Mình sẽ đi. Mình thì cố gắng review về du lịch bụi thôi các bạn nhé. Đây. Nơi đây cũng rất đẹp nhé. Đây là nơi tưởng niệm giáo viên và học sinh. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bia tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã. Ngày xưa giặc Mỹ đánh phá rất nhiều ở đây. Nơi đây là ngày 14 tháng 6 năm 1972, máy bay Mỹ đã ném bom sát hại các giáo viên và học sinh trường y sĩ và trường sư phạm 7+3 Thanh Hóa trên công trường đê sông Mã. Các bạn có thể thấy đây, danh sách. Đây.
mình sẽ đi quanh đây một vòng và ta sẽ đi nhanh thôi. Ta sẽ đi nhanh quanh đây một vòng và ta quay trở lại khuôn viên của cầu Hàm Rồng. Ở đây có một cây đa rất to. Mình sẽ review rất nhanh nhá. Đây, cây đa cây sung. Sẽ đi một vòng quanh khu tưởng niệm các học sinh sinh viên của trường Y Sĩ và trường 7-3 đã xong rồi. Bây giờ ta sẽ đi nhanh một chút về các cái khu ở đây. Đi chậm để các bạn có thể nhìn thấy cảnh ở đây rất đẹp. Mình đang quay ở cái khung hình 720 nhân với 60 hình trên dây. Như mình đã nói thì đây là du lịch Hoàng Long, công ty du lịch Hoàng Long và giáp sông Mã. Du lịch quanh quanh sông Mã cũng có thể ăn uống và liên hoan tại đây, cưới hỏi các kiểu. Trung tâm phát triển du lịch sông Mã. Rất nhiều xe nhé. Đường rồi. Bên kia là cầu Hoàng Long.
đi đường này đi. Đây là gầm cầu Hoàng Long các bạn nhé. Hết đường rồi, ta sẽ quay lại. Thế là đang sửa chữa núi Ngọc. Đường đề nghị quay lại. Ở đây người ta cấm xe các bạn nhé, xe không được vào đâu, nhưng mà mình đã xin phép anh bảo vệ ở đây rồi nên là mình có xin phép nên là mình đi vào. Và lên trên kia đi, lên trên kia mình đứng và bây giờ thì đây mình sẽ dựng xe ở đây và cho các bạn xem một cái này nữa để ta kết thúc video ở đây. Đây trung tâm phát triển du lịch sông Mã, nhà hàng du thuyền Hoàng Long nhận tổ chức chọn gói các cái tour du lịch ngược xuôi sông Mã, nhận đặt tiệc hội nghị đám cưới sinh nhật gặp mặt để khát cà phê karaoke các dịch vụ du thuyền. Và mình sẽ quay lại chương trình du lịch bụi ngày hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc và mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Mình hy vọng là đã đưa đến cho các bạn những cái giây phút thật sự thú vị, những khám phá và những cái gì mà các bạn chưa từng đến và chưa từng biết, thì các bạn hãy theo dõi kênh YouTube của mình. Vì là những bước đầu để khám phá du lịch Thanh Hóa nên mình hy vọng các bạn sẽ bỏ qua những cái lỗi cơ bản của mình. Ví dụ như nói chẳng hạn, mình nói rất kém.
chất Thanh Hóa. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.